Rồi, tạm thời thì đã. Xin chào các bạn, mình là Đinh Công Tú. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong bài hướng dẫn mới này. Các bạn nhớ để cập nhật liên tục những bài hướng dẫn mới nhất của mình thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra để tạo thêm động lực cho mình ra thật nhiều bài hướng dẫn mới nữa thì các bạn hãy giúp mình nhấn nút like và nút chia sẻ nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một bài nhạc chung mình thấy rất là hay. Và rất dễ, cực kỳ dễ luôn. Bài này rất ngắn và rất dễ. Rất nhiều bạn muốn chơi cái bài này. Ok, bài này thì ca sĩ hát ở giọng si trưởng. Tuy nhiên giọng si trưởng thì có rất nhiều dấu dáng. Có rất nhiều dấu hóa, dấu thăng. Cho nên là mình sẽ chuyển sang giọng đô trưởng nhé. Để những bạn mới tập chơi chúng ta có thể chơi được nó một cách nhanh nhất. Rồi. Bài này sẽ gồm những hợp âm gì đây? Tay trái của mình thì sẽ chỉ gồm những hợp âm như sau thôi. Đầu tiên sẽ là cái phần intro ấy. Cái phần intro, cái phần dạo đầu nó sẽ chính là cái phần cao trào. Đấy, chỉ khác một xíu thôi. Nên các bạn tập xong phần intro thì coi như đã tập xong phần cao trào, phần điệp khúc rồi. Đấy, đầu tiên sẽ là âm la thứ. Đấy, la, mi, la. Các bạn có thể dùng la thứ 7 là la, mi, son được. Đấy, đấy. Đây, cái vòng nó sẽ là la thứ 7, xong đến pha trưởng, pha, đô, pha, xong đến son 7, son, rê, pha. Đấy. Xong đến đô trưởng nhá. Đấy, xong lại xuống la thứ 7, la, mi, la. Xong đến pha trưởng, pha, đô, pha, rồi đến son, son, rê, son, rồi lại về. Đấy, nó chỉ có 4 hợp âm như vậy thôi. La này, pha này, son, đô, rất dễ luôn. Da di da di da di da da di da di da di da di da 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 di da di. Lại nhắc lại. Da di da fa da di son da da di do da da lại. Da di da di da da di da da. Xin lỗi các bạn nhé, mình vẫn chưa khỏi viêm họng. Đấy nên là các bạn chịu khó nghe vậy. Rồi đấy là cái phần intro nhé, phần dạo đầu. Thì cái phần điệp khúc nó cũng như vậy thôi. Cao trào cũng là vòng hợp âm đấy. Rồi bây giờ mình sẽ vào tay phải nhé. Đô, si, đô, son, la, la. Son, rê, mi, fa, fa, mi. Đô, si, đô, mi, fa, fa. Son, rê, đập, đô, đô. Đấy, câu 2 giống hệt. Đô, si, đô, son, la, la. Son, rê, mi, fa, fa, mi. Đô, si, đô, mi, fa, fa. Son, rê, đập, đô, đô. Để mình đánh thật chậm lại một lần nữa nhé. Đô, si, đô, son, la, la. Son, rê, mi, fa, fa, mi. Đô, si, đô, mi, fa, fa, son, rê, đập, đô, đô. Câu 2 nhắc lại nguyên si. Đô, si, đô, son, la, la. Son, rê, mi, fa, fa, mi. Đô, si, đô, mi, fa, fa, son, rê, đập, đô, đô. Trước khi vào câu 2 thì các bạn có thể có hai cái nốt này để cho nó nối vào với nhau để cho nghe nó hay hơn này. Đấy, sẽ có hai nốt nối là re mi đô. Đấy, nghĩa là re mi đô si đô mi fa fa son re đập đô đô. Trước khi vào cái phần cuối của câu 2 ấy, mỗi một câu sẽ chia làm hai motif lớn nhá. Đấy thì sẽ có cái phần đấy. Rồi tí mình sẽ nhắc cụ thể sau. Sau khi đến đây đã tập tốt từng tay rồi, các bạn phải dám chắc là đã tập nhuần nhuyễn từng tay rồi nhá. Thì mình mới bắt đầu ghép thật chậm này. Nhớ tay trái cái vòng cho mình nhá. Rồi tay trái đặt sẵn vào la, mi, son đi. Rồi bắt đầu đánh này. Đô, đô là vào cùng với la luôn. Đô, thêm, si. Đấy. Thêm, các bạn nhớ nhé. Những bạn nào mới học, chưa học theo cái phương pháp của mình bao giờ ấy, thì nhớ là cái phần mình nói cái từ thêm có nghĩa là tay trái sẽ thêm một nốt vào. Thêm có nghĩa là không đánh gì bên tay phải nhé. Cùng nhau là đánh cùng nhau thôi. Đô, thêm, si. Đấy, nghĩa là đô vào với la, thêm mi và si vào với son nhé. Đấy, những bạn mới theo dõi ấy, mới biết đến kênh thì chú ý cái đấy nhé. Đô, thêm, si, đô. Son là đến pha nhé.
son la la cùng nhau hết, son lá lá. Rồi đến son thì chuyển lên son nhé. Son re mi fa fa mi, hoặc là son re mi fa mi. Fa mi cũng được, không cần phá phá mi đâu nhé. Son re mi fa mi, thêm thêm. Rồi lại xuống la đô thêm si đô, mi là lên fa này. Mi fa fa cùng nhau hết nhá. Mi mi là đi với đô, mi là đi với fa, mi fa là đi với đô, fa đi với fa. Son re, re là đi với son này. Re son re thêm thêm đô đô. À chỗ này các bạn về đô các bạn đánh là đô son re mi để nối sang nhé. Đô son re mi câu 2 này. Đô thêm si đô, son là xuống. Son la la, son này lên son. Son re mi fa, mi là bảy đô, mi thêm. Đấy, mi thêm thêm nối là re mi đô. Đấy cái chỗ này các bạn nối là re mi đô. Re mi đô thêm si đô, son là xuống fa nhé. Son à xin lỗi. Fa mi fa fa son re thêm thêm đô đô. Đấy, chỗ này có thể dùng là đô son re được. Đến đây thì các bạn dừng lại và tập thật chậm nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào đoạn 1 trước nhé. Vừa xong là đoạn intro, bây giờ sẽ vào đoạn 1 này. Cái phần bắt đầu hát đấy. Chậm tay phải trước nhá. Mi mi re đô đô, son re 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 mi fa mi. Tập mi mi xong câu 1, câu 2 giống hệt như vậy, chỉ khác một xíu thôi, tiếp tục nhé. Mi mi re đô đô đập, son re 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 mi fa mi. Chỗ này khác này. Son đô đô đấy, mỗi chỗ này là khác thôi. Son đô đô mi re đô đô, son re re mi re đô đô. Đấy. Thế là xong rồi đấy, xong cái đoạn 1 rồi đấy. Phần sau chỉ nhắc lại nguyên si như thế thôi. Rồi mình đánh thật chậm lại nhé. Mi mi re đô đô đập, son re 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 mi fa mi. Đập mi 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 re đô đô, son re re mi re đô đô. Nhắc lại. Mi mi re đô đô, son re 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 mi fa mi. Son đô đô khi mà nhắc lại thì các bạn có thể cho lên đây nó thành là mi mi re đô. Đấy, tương tự. Son re 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 mi fa mi. Son đô đô mi re đô đô, son re re mi re đô đô. Hoặc các bạn có thể thêm cái bè quảng sáu và thêm nốt son vào để cho nghe nó hấp dẫn hơn. Mi mi re đô đô. Này, các bạn giữ nguyên nốt son dưới nhé, đánh bình thường. Mi re đô đô, son re 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 mi fa mi. Tương tự lại thêm son. Mi 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 như thế nhá. Rồi cái tay trái của mình thì sao đây? Đầu tiên sẽ là đô trưởng nhá. Đô son đô son. Các bạn thống nhất đánh từ đầu đến cuối là bốn nốt đơn trong bốn nhịp nhá. Đô son đô son. Rồi tiếp tục đến pha trưởng. Pha đô, xong lại son. Son re pha re, xong với đô. Đấy, sẽ là cha 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 đi cha đi. Da di da di da, xong xuống la này. Da 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 di da di, cha di da ta di da cha. Đấy, nhắc lại. Cha da fa, cha di da ta son, cha di da di đô, cha di xuống la la mi son.
fa son. Đấy, đấy là cái vòng cho cả cái đoạn 1, đoạn 2. Vì đoạn 2 nhắc lại giống y hệt đoạn 1 mà. Câu 1 cũng nhắc lại giống câu 2. Cho nên mình chỉ cần nhớ một cái vòng đấy thôi, là áp dụng cho cả đoạn 1, đoạn 2 nhá. Rồi, đến đây các bạn dừng lại và tập thật tốt cái tay trái như vậy đã. Sau khi tập thật tốt rồi, chúng ta sẽ ghép bên tay phải này. Chậm nhá, mình sẽ ghép tượng trưng một đoạn. Vì đoạn sau nhắc lại nguyên si nên các bạn sẽ tự ghép nhá. Mi đi với đồ này. Mi thêm mi. Mi thêm mi thêm, rê là xuống pha nhé, rê đô đô, đấy, rê đô đô thêm, rê, rê là lên son nhé, rê 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 cùng nhau hết, rê 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 mi pha, pha là lên đô nhé, pha thêm mi thêm, xong xuống la này, la trước là mi mi hoặc là mi rê đô đô cũng được, là mi rê, rê là xuống pha nhé, rê đô đô thêm son, rê rê là chuyển đến son nhé, rê cùng nhau hết này, rê rê mi rê đô đô, tiếp tục mi thêm rê là xuống pha, rê đô đô son, rê 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 mi pha mi, khác một chút này, son đô đô, đấy son là các bạn xuống la nhé, son đô đô mi rê đô đô son. Chưa các bạn? Đoạn sau giống hệt như thế, chỉ khác là các bạn cho lên đây một chút để cho nó khác đi thôi. Mi mi thêm rê đô đô son rê 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 mi fa mi. Xuống la nhé. Mi 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 rê đô đô son rê rê mi rê đô đô. Tương tự mi son đô đô mi rê đô đô son rê rê mi rê đô đô. Đấy, rồi bây giờ vào cao trào thì tay trái lại giống hệt cái phần intro thôi, nó lại là đô si đô son la la son rê mi fa fa mi, đô si đô mi fa fa, à chỗ này thêm một chút này, tay phải thêm một chút này, đô si đô mi fa fa son đô đô rê đô si, đấy khác mỗi cái chỗ đấy thôi, nghĩa là đô si đô son la la son rê mi fa fa mi, đô si đô mi fa fa son đô đô rê đô si, đấy còn lại là giống hệt nhá. Đấy, tay trái thì khi mà mình đánh là son đô đô rê đô si. Khi son đô thì các bạn xuống rê thứ bảy sẽ là rê la đô nhé. Son đô đô rê đô si. Tiếp tục, xong lại về la nhé. Lại về la, la thứ bảy. Đô. À khác chỗ này này. Đô si đô đô mi rê son rê. Đấy. Rồi chỗ này là mới này. La si do la son. À xin lỗi. La si do la son mi son re à son do re mi fa mi. Rồi mình đánh thật chậm cái chỗ kết này nhá. Chỗ phần outro này là mới này. La si do si son mi son do re mi fa mi. Nhắc lại nguyên gì? La si do si son mi son do re mi re do. Đấy, đây là có hai câu nhé. Và nhắc đi nhắc lại này. Xin lỗi. La si do si son mi son re son do re mi fa mi. Đập tiếp. La si do si son mi son do re mi re do. Đấy, nó nhắc lại 4 lần như vậy. Cái tay trái của mình đầu tiên là âm la thứ bảy, các bạn sẽ đánh là la mi son đánh cùng một lúc. Đấy, tiếp tục là đến là âm fa mi giờ bảy sẽ là fa đô mi. Đấy, rồi đến là âm son bảy sẽ là son re fa. Đấy, rồi các bạn về đô trưởng đô. Đấy, xong lại nhắc lại nguyên si la thứ bảy, fa mi giờ bảy, son bảy, và cuối
cùng về đồ. Ok chưa? Rồi, bây giờ các bạn đặt sẵn đây nhé. Đến đố thì các bạn sẽ vào la thứ bảy nhé. La si do si son mi, mi xong rồi các bạn sẽ vào la si do si son mi, mi các bạn xuống pha nhé, pha bây giờ bảy nhé. Đấy. Son do re, re xong thì các bạn sẽ vào son bảy. Đấy. Mi pha mi, tiếp tục la si do si son mi. Đấy. Son do re mi re do, tiếp. Rất dễ luôn. Chúc các bạn tập tốt nha. Chào các bạn.